Xin chào các bạn. Kho là một phương pháp rất là quen thuộc trong những bữa cơm gia đình của Việt Nam. Người ta thường hay làm một món kho để mà dùng kèm với cơm. Sau khi thành phẩm thì món kho có nước sệt và phần món ăn của chúng ta thì hơi có vị mặn một chút xíu. Tuy nhiên có một món ăn của người miền Nam gọi là món bò kho nhưng lại không giống với những món kho thông thường. Mà thường thì bò kho người ta lại làm tương tự như món bò sốt vang của người miền Bắc vậy. Và người ta sẽ sử dụng để mà ăn chung với lại bánh mì hoặc là hủ tiếu và rất là thích hợp trong những bữa điểm tâm. Thì trong chương trình lần này, Diệu Thảo sẽ giới thiệu đến với quý vị khán giả một món ăn rất là ngon chế biến từ thịt bò mà Diệu Thảo vừa mới giới thiệu, đó là món bò kho. Để thực hiện món này thì chúng ta sẽ sử dụng khoảng 500g thịt nạm bò. Phần thịt nạm bò sẽ là nguyên liệu để mà làm món bò kho ngon nhất. Ngoài ra chúng ta sẽ sử dụng thêm khoảng 2 củ cà rốt, 2 cây sả. Các loại gia vị thì chúng ta sử dụng bột cà ri, một ít dầu màu điều, rượu thơm, bột năng, lá cà ri, tỏi băm, một ít ớt sa tế để ăn kèm với món này và một ít bột ngũ vị hương. Ngoài ra chúng ta sẽ sử dụng các loại gia vị thông thường trong gia đình và chú ý là chúng ta sẽ sử dụng thêm một trái dừa xiêm để chúng ta lấy nước mà nấu món này. Và khi ăn kèm thì quý vị khán giả sẽ chuẩn bị bánh mì để chúng ta dùng kèm với món bò kho. Đầu tiên thì chúng ta sẽ thực hiện món ăn. Để làm món ăn này thì quý vị khán giả sẽ chuẩn bị trước phần thịt nạm bò. Vì đây là một món ăn mà cần phải có cái độ thấm của gia vị. Chúng ta sử dụng thịt nạm bò là ngon nhất. Thịt nạm thì có hai loại, là người ta có thể sử dụng nạm gầu hoặc là nạm sườn. Đây là một cây nạm sườn nè. Nạm sườn có đặc điểm là khi chúng ta nấu rất là mau mềm. Thay vì nạm gầu, quý vị khán giả có thể mất đến 2 tiếng rưỡi để mà chúng ta nấu chín, nấu mềm phần thịt này. Nhưng mà đối với nạm sườn chúng ta chỉ cần 1 tiếng thôi thì chúng ta có thể nấu mềm. Thịt nạm sườn có độ mềm mại và có lẫn những cái gân ở bên trong. Đây à, quý vị khán giả có thể nhìn thấy những miếng gân như thế này lẫn vào. Cho nên khi chúng ta nấu xong món ăn á thì thịt nạm sườn sẽ làm cho món ăn của chúng ta có độ mềm, độ béo, thịt không bị khô xát. Quý vị khán giả sẽ cho phần thịt nạm sườn mà chúng ta cắt khối này vào trong một cái tô để chuẩn bị ướp gia vị. Và kích thước mà chúng ta ướp những miếng thịt, kích thước mà chúng ta cắt những miếng thịt này là khoảng 4 hoặc là 5 cm. Và quý vị khán giả nhớ là chúng ta đừng cắt quá nhỏ. Tại vì cắt nhỏ quá thì khi mà chúng ta nấu á, bò sẽ bị teo lại một chút xíu nữa. Trong dân gian có một câu rất là thú vị để nói về hiện tượng này, đó là heo nở bò teo. Thông thường thì thịt heo sẽ không bị co khi mà chúng ta nấu, nhưng đối với thịt bò thì bao giờ cũng sẽ bị co lại khi chúng ta nấu chín. Đây là phần thịt nạm sườn đã cắt xong. Quý vị khán giả nhìn thấy những miếng thịt nạm sườn nè, có lẫn phần gân, có lẫn một ít những sợi gân và những cái mỡ nhẹ như thế này. Thịt nạm sườn á, thì cũng khi lựa thì chúng ta cũng phải hết sức chú ý, vì có những cái miếng nạm sườn rất là nhiều mỡ thì chúng ta không nên chọn những cái miếng thịt bò như vậy. Miếng thịt bò mà có những cái lớp mỡ cứng, chúng ta sờ và chúng ta thấy cứng, đây là phần mỡ, còn đây là phần gân, thì phần gân này khi nấu ra đó thì phần gân sẽ nở trong và có độ dai giòn rất là ngon, còn mỡ thì nó sẽ tạo nên độ béo làm cho người ăn sẽ cảm giác ngấy, cho nên chúng ta tránh lựa những cái miếng thịt bò không quá nhiều những cái phần mỡ này. Như vậy là phần thịt bò chúng ta đã cắt xong, bây giờ chúng ta sẽ ướp gia vị vào. Phần gia vị ướp vào trong thịt bò, đầu tiên quý vị khán giả phải có phần tỏi băm. Chúng ta ướp vào khoảng 1 muỗng canh tỏi băm, một ít lá cà ri. Lá cà ri này thông thường là ở những hàng bán gia vị á, nếu mà quý vị khán giả ra chợ chúng ta mua ngũ vị hương hoặc là mua bột cà ri thì thường có cái loại lá cà ri này, có hai dạng, hoặc là lá khô hoặc là lá tươi. Thông thường thì người ta bán lá khô nhiều hơn vì lá khô có thể bảo quản được lâu. Tuy nhiên nếu các bạn có thể chọn được những lá tươi như thế này thì món ăn của chúng ta rất là ngon, là vì lá tươi sẽ có cái mùi thơm nhẹ rất là đặc biệt. Mùi thơm rất là hấp dẫn. Quý vị khán giả sẽ ướp vào thêm khoảng chừng 2 muỗng cà phê bột ngũ vị hương. Đây là hương vị đặc biệt của món bò kho này. Món bò kho thì thật ra rất là thông dụng với người Việt Nam rồi. Người Việt Nam ăn món bò kho, đặc biệt là người miền Nam á, rất là phổ biến. Người miền Bắc thì gọi là bò sốt vang. Bò sốt vang hơi khác bò kho một chút xíu ở chỗ là món bò sốt vang thì được nấu nước loãng hơn và có hương vị của rượu vang trong đó. Còn món bò kho của miền Nam nấu tương tự như bò sốt vang nhưng không cho rượu vang vào và hương vị hoàn toàn là hương vị của Việt Nam. Đây là một món ăn mà có xuất phát một chút xíu của Tây Phương, rồi pha trộn một chút xíu gia vị của người Hoa, và đặc biệt là người Việt Nam sử dụng thêm nước dừa xiêm vào để tạo nên vị ngọt thơm của món ăn và
rất là lâu rồi món bò kho lại trở thành một món thuần túy của Việt Nam. Sau khi chúng ta đã ướp gia vị có mùi thơm vào là ngũ vị hương và tỏi, thì quý vị khán giả sẽ lần lượt ướp thêm khoảng 2 muỗng cà phê đường, một ít tiêu chúng ta ướp vào khoảng nửa muỗng cà phê tiêu, hạt nêm chúng ta cho vào khoảng 1 muỗng cà phê hạt nêm và một ít bột ngọt. Chúng ta cho một ít bột ngọt vào. Trộn đều các nguyên liệu này lên. Và chú ý là các nguyên liệu như vậy quý vị khán giả có thể thấy là nguyên liệu rất là phổ biến. Trong gia đình chúng ta ai cũng có sử dụng những nguyên liệu này rồi. Nhưng đối với món này muốn tăng thêm mùi thơm và đặc biệt để cho những cái hương liệu của ngũ vị hương nè, của lá thơm tỏa ra một cách triệt để thì Diệu Thảo còn sử dụng thêm một ít rượu thơm nữa. Đây là một cái mẹo nhỏ, một bí quyết nhỏ trong món ăn này. Rượu thơm là gì? Đó là một cái nguyên liệu mà chúng ta ngâm từ rượu trắng nè, ngâm với lại những loại gia vị như là quế, hồi, thảo quả, đinh hương. Quý vị khán giả sẽ sao vàng những cái phần gia vị khô này đi, rồi chúng ta ngâm vào trong rượu trắng chỉ khoảng chừng một tháng thôi thì chúng ta có thể sử dụng được. Và chúng ta cất để trong gia đình như vậy cả năm cũng không sao cả. Khi mà chúng ta ướp những món ăn mà cần có hương vị thơm như thế này, đặc biệt là thịt bò thì rất thích hợp. Chúng ta sẽ cho một ít rượu thơm vào để ướp chung. Rồi gia vị chúng ta đã ướp vào đầy đủ vào trong nguyên liệu thịt bò, để sang một bên. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuẩn bị sang các nguyên liệu còn lại. Nguyên liệu thứ hai mà quý vị khán giả sử dụng đó là phần sả cây. Ngoài hương thơm của ngũ vị hương thì phần sả cây này cũng tạo nên một hương thơm đặc biệt cho món ăn. Sả cây thì chúng ta sẽ đập dập ra. Và sau đó chúng ta sẽ cắt khúc khoảng chừng 7-8 cm. Gia vị ướp xong rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái chảo hoặc là một cái nồi lên bếp để chúng ta chuẩn bị nấu bò. Lưu ý là bò sau khi ướp xong với tất cả những gia vị như thế này, chúng ta sẽ để tối thiểu là 30 phút. Nếu có thời gian chúng ta để từ 1 đến 2 tiếng thì càng tốt. Và khi mà chúng ta ướp lâu như vậy thì các gia vị mới ngấm vào trong sớ thịt bò và khi chúng ta nấu thì món ăn mới ngon. Khi quý vị khán giả đã ướp đầy đủ gia vị vào thịt bò rồi, chúng ta để thịt bò này ít nhất là khoảng 30 phút để cho thịt bò ngấm gia vị. Và nếu có thời gian thì chúng ta ướp khoảng chừng 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng thì thịt bò sẽ càng ngon hơn. Và như vậy gia vị sẽ rất là ngấm vào thịt bò. Và bây giờ khi thịt bò đã ngấm gia vị rồi, quý vị khán giả sẽ đặt một cái nồi lên bếp để chúng ta chuẩn bị nấu. Chúng ta đặt nồi lên bếp và chúng ta bật bếp lên để cho nồi nóng. Trong khi chờ cho nồi nóng lên thì quý vị khán giả sẽ chuẩn bị các nguyên liệu chúng ta sẽ cho vào nồi nè. Đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng dầu ăn. Chúng ta sẽ sử dụng hai loại, thứ nhất là dầu ăn và thứ hai nữa là dầu màu điều. Dầu màu điều này là chính là từ dầu chúng ta thắng chung với lại những cái hạt điều á. Hạt điều này khác với loại hạt điều lớn mà chúng ta thường hay ăn chơi như là đậu phộng, mà nó là những cái hạt điều nhỏ nhỏ li ti như thế này, có màu đỏ cam. Khi quý vị khán giả đun nóng dầu lên, chúng ta thả một ít hạt điều này vào thì sẽ tạo nên dầu sẽ có một cái màu đỏ cam rất đẹp. Kế đó chúng ta lọc bỏ cái phần hạt điều đó đi thì chúng ta sẽ có dầu màu điều này, tạo màu sắc rất là đẹp cho món ăn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho dầu ăn vào. Quý vị khán giả sẽ có thể thắc mắc là tại sao mà mình sử dụng dầu màu điều rồi mà mình lại tiếp tục sử dụng dầu ăn này, không sử dụng dầu điều này để phi tỏi. Lý do rất là đơn giản là dầu màu điều này là một cái loại nguyên liệu mà tạo màu và nó rất là dễ bị mất màu đi khi mà dầu đun nóng, khi mà nhiệt độ cao. Do đó là quý vị khán giả sẽ không đun nóng dầu màu điều này ở nhiệt độ cao, vì như vậy màu đỏ cam đẹp của dầu màu điều sẽ bị mất đi. Khi dầu trong nồi nóng rồi, quý vị khán giả sẽ cho khoảng một muỗng canh tỏi băm vào. Chúng ta phi vàng phần tỏi băm này lên. Khi tỏi băm đã bắt đầu có mùi thơm rồi, khi mà quý vị khán giả cảm thấy mùi thơm của tỏi băm ngào ngạt khắp gian bếp của mình rồi và tỏi bắt đầu chuyển sang màu vàng nhẹ nè, bắt đầu có mùi thơm và màu vàng nhẹ bắt đầu chuyển qua, chúng ta sẽ đảo liên tục để cho phần tỏi này không bị cháy. Đó, khi mà tỏi đã vàng mơ như thế này rồi, quý vị khán giả sẽ cho một muỗng canh dầu điều vào. Dầu màu điều chúng ta cho vào. Dầu màu điều sẽ giúp cho món bò kho của chúng ta có màu sắc đẹp hơn. Một trong những đặc điểm của món bò kho này là màu sắc sẽ có màu đỏ cam thật là rực lên và màu sẽ rất là đẹp và tạo nên độ hấp dẫn cho món ăn. Bắt đầu mùi thơm bốc lên rồi, quý vị khán giả sẽ trút hết phần thịt bò này vào. Dầu thật là nóng như thế này, chúng ta cho thịt bò vào và chúng ta sẽ xào săn lên để cho thịt bò thật là săn.
Và khi chúng ta xào xăng như thế này rồi, quý vị khán giả sẽ tiếp tục cho luôn phần lá cà ri tươi mà Diệu Thảo đã giới thiệu lúc nãy. Lá cà ri tươi chúng ta sử dụng sẽ có mùi thơm nhẹ rất là hấp dẫn. Và quý vị khán giả có thể mua lá cà ri này ở những hàng bán gia vị, ở những hàng bán cà ri nè, bán bột ngũ vị hương nè, đều có bán hết. Nhưng mà thông thường là những người bán có thể là người ta sử dụng lá khô, là vì lá khô thì dễ bảo quản hơn. Tuy nhiên là nếu mà mua được lá tươi thì quý vị khán giả nên tìm mua lá tươi, vì lá tươi mùi thơm rất là nhẹ và thơm. Kế đó chúng ta sẽ cho thêm một ít bột cà ri nữa, cho thêm khoảng một muỗng canh bột cà ri. Món này đặc biệt là rất là nhiều gia vị, và chính những gia vị này tạo nên sự hấp dẫn cho món ăn. Chúng ta lại tiếp tục đảo đều để cho thịt bò săn. Giai đoạn này cũng rất là quan trọng. Chúng ta ướp gia vị thật là kỹ vào thịt bò rồi. Khi xào thì chúng ta cũng xào kỹ để cho thịt bò thật là săn. Và như vậy gia vị vừa ngấm, thật là ngấm vào thịt bò nè. Và đồng thời miếng thịt bò sẽ săn lại, khi chúng ta nấu lâu thịt bò lại mềm trở ra. Nhưng mà miếng thịt bò thì không bị nát. Và đồng thời mùi thơm thì tỏa ra rất là nhiều. Khi quý vị khán giả đã thấy miếng thịt bò đã săn lại và phần gia vị đã bắt đầu rất là sát chảo như thế này, thì chúng ta sử dụng một trái dừa xiêm như thế này chặt ra. Quý vị khán giả sẽ trút hết khoảng một trái dừa xiêm này vào. Nếu trường hợp nước chưa ngập hết phần thịt bò thì quý vị khán giả lại tiếp tục cho thêm một ít nước vào nữa. Chúng ta cho khoảng một chén nước vào để nước ngập thịt bò. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đun phần thịt bò này lên. Chúng ta nấu với lửa nhỏ nhỏ thôi. Quý vị khán giả nấu khoảng chừng 1 tiếng thì thịt bò sẽ rất mềm. Còn nếu trường hợp mà quý vị khán giả nào muốn thưởng thức món bò kho mà miếng thịt bò còn có độ dai dai một chút xíu, thì chúng ta có thể nấu chỉ khoảng 30 phút hoặc là 45 phút thì miếng thịt bò sẽ có độ dai vừa. Còn nếu mà mình muốn nấu thật là mềm thì chúng ta nấu 1 tiếng là đảm bảo những phần thịt bò này sẽ mềm. Tuy nhiên quý vị khán giả nhớ lưu ý là tùy theo ý thích của mỗi gia đình. Nếu mà gia đình quý vị khán giả mà thích phần bò kho này có thêm gân chẳng hạn, chúng ta cho thêm gân thì nhớ lưu ý là gân rất là lâu chín. Thì khi đó là để tiết kiệm thời gian, chúng ta có thể sử dụng một cái nồi áp suất. Nồi áp suất sẽ có tác dụng là làm cho những miếng thịt mà mau mềm hơn. Tuy nhiên là khi nấu nồi áp suất thì chúng ta cho ít nước lại chứ không cho quá nhiều nước. Vì nếu mà chúng ta nấu nồi thường thì chúng ta cho nhiều nước như thế này, nấu trong thời gian lâu á, thì nước sẽ sắc lại. Còn nếu mà nấu nồi áp suất thì thường là lượng nước không bị ảnh hưởng. Và bây giờ trong khi chờ cho phần thịt bò sôi trở lại và chín mềm, quý vị khán giả sẽ chuẩn bị sang các nguyên liệu còn lại. Và sau khi quý vị khán giả đã cho đầy đủ nước và chúng ta cho ngập nước vào bò rồi, tiếp tục thì chúng ta sẽ cho luôn phần sả cây mà lúc nãy quý vị khán giả đã đập dập ra đó. Chúng ta cho hết phần sả cây này vào và đậy nắp lại, nấu trong khoảng thời gian từ 30 phút đến 45 phút để cho thịt bò mềm. Trong khi chờ thịt bò mềm thì bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị sang đến nguyên liệu mà chúng ta cho chung vào với bò kho, và nguyên liệu này cũng không thể thiếu trong món này. Nếu không có cà rốt, tức là nguyên liệu mà chúng ta cho kèm với món bò thì không thể gọi là món bò kho được. Quý vị khán giả sẽ sử dụng khoảng 2 củ cà rốt và chúng ta sẽ cắt khúc phần cà rốt này, sau đó chúng ta tỉa hoa. Rất là đơn giản, cách thức tỉa hoa này thì hầu như là bà nội trợ nào trong gia đình cũng biết hết. Chúng ta sẽ làm đơn giản ở việc là chúng ta dùng dao khía những đường rãnh ở trên củ cà rốt như thế này. Một động tác rất là đơn giản thôi, trong lúc chúng ta chờ cho thịt bò mềm á, thì chúng ta tha hồ mà làm những giai đoạn này. Và những cái thao tác nhỏ như thế này thôi cũng sẽ giúp cho món ăn của chúng ta đẹp mắt hơn rất là nhiều. Quý vị khán giả sẽ sử dụng hết tất cả 2 củ cà rốt này và chúng ta đều tỉa hoa như thế này. Còn nếu mà trong trường hợp mà quý vị khán giả không có thời gian thì đơn giản chúng ta có thể cắt khối vừa ăn là được rồi. Và cái cách cắt khối cũng có rất là nhiều cách cắt khác nhau. Trong gia đình thì những cái món ăn mà hầm như thế này, Diệu Thảo thường hay có cách cắt khối như thế này. Quý vị khán giả có thể theo dõi. Chúng ta cắt xéo như thế này, chúng ta gọi là cắt xéo hình móng ngựa. Đó, rất là đơn giản như thế này. Và những miếng cà rốt như vậy là cũng rất là dễ thấm gia vị và rất là ngon. Đơn giản thôi. Tuy nhiên những đoạn cà rốt lớn như thế này thì Diệu Thảo vẫn muốn là cắt ra thành những cái hình hoa. Thì khi chúng ta trang trí vào trong tô hoặc là trong đĩa thì trong món ăn sẽ hấp dẫn hơn. Và bây giờ thì nồi bò kho của chúng ta cũng đã sôi trở lại rồi nè. Quý vị khán giả đảo đều phần bò kho này và nhớ là chúng ta đậy nắp thì bò sẽ mau mềm hơn, và chúng ta giảm bớt lửa đi, để lửa nhỏ thôi.
chỉ mới bắt đầu sôi thôi, bò kho, món bò kho thì chưa chín nhưng mà mùi thơm thì tỏa ra ngào ngạt rồi. Đảm bảo là khi quý vị các bạn mà nấu món ăn này cho các thành viên trong gia đình thì chắc chắn là đến giai đoạn này cả nhà cũng đang rất là háo hức để chờ thưởng thức món này đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chuẩn bị sang đến phần cà rốt, cho đến hết cái lượng cà rốt mà quý vị khán giả đã chuẩn bị. Sau khi cắt xong, tỉa hoa xong thì chúng ta sẽ cắt ra thành ra là những khoanh, và những khoanh này nhớ là có độ dày ít nhất là khoảng 1 cm nha. Chúng ta không có cắt mỏng quá, là vì cắt mỏng quá cho vào chúng ta nấu một lát thì cà rốt sẽ bị nát ngay. Tất cả những phần cà rốt này chúng ta đều cắt ra như thế này. Trong trường hợp và quý vị khán giả chuẩn bị món bò kho này để cho bữa ăn sáng của gia đình á, thì chúng ta có thể nấu từ ngày hôm trước. Sau đó chúng ta để nguội và chúng ta cho vào tủ lạnh đi. Sáng ra chúng ta chỉ việc múc ra chén, cho vào lò vi sóng để hâm nóng trở lại. Bánh mì thì chúng ta có thể mua ngay từ sáng sớm để cho có bánh mì mới ra lò. Tuy nhiên Diệu Thảo cũng mách với quý vị khán giả một cái mẹo nhỏ để chúng ta có thể giữ bánh mì mua từ ngày hôm trước mà ngày hôm sau chúng ta ăn vẫn rất là ngon và mềm. Quý vị khán giả có thể đoán được chúng ta làm cách nào để bảo quản không? Thường thường thì quý vị khán giả có thể lập cho vào bao ni lông cột chặt lại, thì nếu mà làm theo cách đó thì bánh mì của chúng ta sẽ bị mềm, hoặc là chúng ta cho vào tủ lạnh thì sẽ bị khô cứng đi. Nhưng mà có một cách rất là đơn giản, chúng ta mua bánh mì nóng mới về như thế này, cho vào túi ni lông chúng ta cột thật chặt lại rồi mình cho vào ngăn đá. Có thể là các bạn sẽ cảm thấy rất là lạ, tại sao là bánh mì chúng ta lại cho vào ngăn đá, nhưng đó là một cách rất là hữu hiệu để chúng ta giữ cho bánh mì còn nguyên độ mềm và mới. Khi chúng ta cho vào ngăn đá như vậy, chúng ta có thể để 2-3 ngày. Lấy ra chúng ta sẽ để ở nhiệt độ tự nhiên, tuyệt đối không cho vào trong lò nướng hoặc là cho vào lò vi sóng, mà chúng ta để cho mềm tự nhiên. Chúng ta sẽ có ngay một ổ bánh mì rất là mềm và thơm, y như là bánh mì mới ra lò vậy. Và như vậy chúng ta sẽ có những ổ bánh mì ngon cho gia đình. Khi mà thịt bò đã mềm rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cho hết phần cà rốt này vào. Còn một khối cà rốt nữa chúng ta cắt hết ra. Chúng ta sẽ cho hết phần cà rốt này vào. Và bây giờ thì phần nước ở trong món bò kho này cũng đã bắt đầu sệt rồi nè. Và thịt bò cũng đã gần mềm rồi. Khi mà chúng ta nấu được khoảng 30 phút thì thịt bò cũng đã gần mềm. Và màu sắc thì quý vị khán giả có thể nhìn thấy là có những ván màu đỏ cam nổi lên trên. Nước thì màu nâu sậm. Và màu sắc của thịt bò thì bao giờ cũng là màu đặc trưng là màu nâu rồi. Và màu đỏ cam của cà rốt làm nổi bật món ăn lên. Và mùi thì khỏi nói rồi, rất là thơm. Chúng ta cho cà rốt vào xong á, thì quý vị khán giả sẽ tiếp tục nấu khoảng 10 phút nữa để cho cà rốt cũng mềm như là thịt bò. Rồi, tất cả các nguyên liệu thì chúng ta đã nấu xong. Bây giờ chỉ cần chờ múc ra và thưởng thức thôi. Để mà thưởng thức món này ngon thì đầu tiên quý vị khán giả chuẩn bị một dĩa rau ăn kèm. Rau mà dùng kèm thì chúng ta sử dụng một ít rau húng quế nè, một ít rau ngò gai. Hành lá thì chúng ta sẽ cho vào chung với lại món bò kho khi mà hoàn tất. Quý vị khán giả có thể cắt khúc phần hành lá này ra, hoặc là chúng ta cắt nhỏ ra xen kẽ với lại cả phần lá ngò gai nữa, chúng ta cắt nhỏ ra. Hoặc là nếu mà để trang trí cho đẹp thì chúng ta có thể tỉa xoăn những cái lá hành lá này. Đối với ớt thì cũng vậy, quý vị khán giả sẽ cắt lát mỏng và chanh chúng ta cắt miếng, để khi dùng thì người ăn thích ăn thêm một chút vị chua thì chúng ta vắt vào, thích một ít vị cay chúng ta lại cho thêm ớt vào. Và đặc biệt khi dùng kèm món này đó thì chúng ta có thể dùng chung với lại sa tế, hoặc chúng ta sử dụng muối ớt thì rất là hợp với món này. Bây giờ phần hành lá này thì Diệu Thảo sẽ sắc khúc ra, với lại ngò gai cũng sắc khúc ra chung như thế này. Mùi thơm này thì chúng ta không sử dụng hành với lại ngò rí như là những món canh thông thường khác, mà chúng ta sử dụng hành với lại ngò gai. Bây giờ thì tất cả các nguyên liệu chúng ta đã chuẩn bị xong để hoàn tất rồi. Mùi rất là thơm, các bạn có thể cảm giác là mùi thơm của món bò kho đang tỏa ra khắp gian bếp của mình. Và bò cũng đã mềm, cà rốt cũng đã mềm rồi. Chúng ta chuẩn bị cho ra dĩa. Trước khi cho ra dĩa thì còn một công đoạn cuối nữa, như Diệu Thảo giới thiệu lúc nãy là món ăn này nó phải có hơi độ sệt một chút xíu. Chúng ta sẽ thử độ sệt và sánh của nước nè. Quý vị khán giả thấy là nước chúng ta sử dụng là nước dừa xiêm và một ít nước thường nữa. Thì khi mà chúng ta múc lên thì nó sẽ
như thế này thôi, nó không có độ sánh. Khi chúng ta chấm với bánh mì thì chấm vào nó sẽ thấm rất là nhiều cái phần nước vào mà nó không bám. Cho nên là để có độ bám, quý vị khán giả sẽ sử dụng khoảng nửa chén nước và chúng ta cho thêm vào khoảng 2 muỗng canh bột năng. Khuấy đều phần bột năng này lên. Rồi chúng ta khuấy đều như thế này là vì nếu chúng ta cho trực tiếp bột năng vào khi mà nước đang nóng như thế này thì chuyện gì sẽ xảy ra? Những miếng bột năng sẽ vón cục lại và khi đó khi quý vị khán giả thưởng thức, trong phần nước này sẽ có lẫn những cái hạt bột năng không đều. Cho nên chúng ta sẽ pha ra với nước như thế này và bây giờ chúng ta rưới vào và chúng ta dùng đũa để chúng ta khuấy đều như thế này. Thì phần nước sẽ sánh lại, bột năng sẽ chín ngay và sẽ trong. Chúng ta chỉ cần chờ cho phần nước này sôi trở lại là được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử lại một lần nữa phần nước nè. Quý vị khán giả cảm giác đó, chúng ta đã thấy cái độ sánh của nước như thế này. Độ sánh rất là vừa như thế này cho món ăn. Và bây giờ thì Diệu Thảo sẽ cho một ít hành vào. Chúng ta tắt bếp, trộn đều lên để phần hành này chín. Như vậy là xong. Để bày dĩa bò kho ra thì nếu mà quý vị khán giả ưa chuộng cách truyền thống, chúng ta có thể cho vào một tô. Nhưng mà bò kho mà để ăn với bánh mì á, chúng ta chọn một cái đĩa để chúng ta bày ra và đĩa phải là đĩa sâu lòng để có thể chứa được nước thì sẽ ngon hơn. Bây giờ món ăn đã hoàn tất thì các bạn sẽ múc ra một cái đĩa sâu lòng. Nhớ là đĩa phải có độ sâu, là vì món này bắt buộc là chúng ta phải có nước vì chúng ta ăn kèm với bánh mì mà. Các bạn sẽ múc và thịt bò ra với lại chung với cà rốt. Màu sắc của món ăn tất nhiên là màu nâu của thịt bò, chúng ta nhìn thấy rồi. Cộng với lại những miếng cà rốt màu đỏ cam và đặc biệt là phần nước sánh sệt, có màu đỏ nâu trông rất là hấp dẫn. Rồi, thêm một ít cà rốt nữa. Nhìn màu sắc là chúng ta đã thấy hấp dẫn rồi. Bây giờ thì Diệu Thảo sẽ cho thêm một ít hành lá. Hành lá chúng ta dùng để trang trí thì các bạn sẽ cắt nhuyễn ra. Chúng ta cho lên trên để tạo nên độ nổi cho món ăn. Một món ăn mà chúng ta làm xong á, khi hoàn tất muốn đẹp, ngoài màu sắc và chúng ta phải cần phải có cái độ nổi thì như vậy món ăn nhìn thể sẽ hấp dẫn và sinh động hơn. Trên cùng nữa thì Diệu Thảo lại sử dụng một ít ớt, chính là cái nguyên liệu trong món ăn ăn kèm nè, chúng ta để lên trên. Đó, chúng ta đặt lên trên như thế này. Và đây là một món ăn đã hoàn tất. Món bò kho chúng ta sẽ dọn ra kèm với lại chanh ớt, một ít húng quế, sa tế và chắc chắn là sẽ không thiếu bánh mì. Chúng ta sẽ dọn kèm chung với bánh mì. Và món ăn đã hoàn tất, quý vị khán giả có thể mời cả gia đình của mình thưởng thức một món ăn rất là ngon miệng và hấp dẫn như thế này. Chúc quý vị khán giả sẽ thành công với món bò kho và có một bữa ăn sáng rất là hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình.